Ôi thôi chết rồi, đi với hoa. Tôi bỏ ra. Thôi. Đấy, trần đời chưa thấy con ong nào mà lại phá hoại hoa như thế cả. À mà rốt cuộc là sâu hay là ong nhỉ? Xem mấy cái video cho mèo ra ngoài chơi tung tăng ở bãi cỏ thích ơi là thích, mà đến lượt mèo nhà mình cứ trốn trốn núp núp như thằng ăn trộm ý. Ôi yêu thương thế nhỉ, trông còn tặng. Ôi ra cháu ôm cả nhá. Cháu ôm một cả nhá. Ôi miệng miệng ơi. Ôi cháu ôm cái làm gì. Ôi trời. Vậy người ta đi ra ngoài chơi chạy nhảy vận động, còn mình thì ăn, ăn, lại ăn thôi. Hết đồ ăn là cũng đến lúc đưa nhau về, chưa có chịu ở ngoài đây chơi đâu. Đi tìm xem nào. Nhà đâu? Chỗ nào? Đây đang đi theo đây, nắm mồm thế. À đấy á, có phải nhà này không? Hay là nhà kia? Nhà này hả? Mở cửa phải không nhá? Ừ, mở nào. Để yên từ từ. Nó sẽ phải nhà không? Ôi trời, đúng nhà rồi.